Rồi, xin chào các bác nha. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Nissan Đông Sài Gòn. Video này tôi sẽ thông báo cho các bác về chương trình khuyến mãi đối với cái dòng Nissan Terra S máy dầu số sàn này trong tháng 6. Thì ngay thời điểm hiện tại thì bên đại lý tôi đang có chương trình ưu đãi rất hấp dẫn, mục đích là để đẩy mạnh bán cái dòng xe Terra S này. Tại bên tôi đang có một cái lô xe cũng khoảng mười mấy xe. Thì bên tôi đang có sẵn có 3 màu như sau, đó là màu bạc, màu trắng và màu đen. Có 3 màu thôi nhé, 3 màu này thì đang có sẵn tại đại lý. Xe và hồ sơ có sẵn cả, các bác có thể ghé qua bên tôi để xem xe và nếu mua là bên tôi sẽ giao ngay luôn. Riêng màu trắng thì có rất nhiều xe, còn màu bạc hoặc là màu đen thì chỉ có một vài màu thôi. Cho nên các bác nào quan tâm những cái màu bạc hoặc màu đen thì cứ liên hệ sớm nhé. Vì là chương trình này áp dụng để đẩy giải phóng cái tồn kho cái lô xe này, cho nên là bên tôi có một mức giá cũng rất là hấp dẫn cho các bác, khuyến mãi cho các bác giảm giá lên đến 100 triệu đồng. Niêm yết là 899, trừ 100 đi là nó sẽ còn là 799 triệu thôi. Đó là giá bán và giá xuất hóa đơn. Và bên tôi sẽ hỗ trợ giao xe tận nơi cho các bác đối với những khách hàng có cái khoảng cách khoảng 300 km tính từ đại lý tôi. Tức là những khách hàng mua xe mà ở khu vực miền Tây hoặc là từ Ninh Thuận đổ về đây thì bên tôi sẽ giao xe tận nơi cho các bác hết. 799 triệu là con xe là không có phụ kiện đâu ha. Nguyên bản nó như cái con màu bạc này nè, không gắn bất cứ cái thứ gì hết. Còn các bác cần phụ kiện thì có thể mua thêm. Nếu như các bác muốn lắp thêm phụ kiện và lắp một cái bộ phụ kiện đầy đủ full như cái con màu trắng tôi đã từng quay bên kia, full bộ phụ kiện 9 món thì các bác cộng thêm 20 triệu này giúp tôi. Còn cái giá 799 là không có phụ kiện đâu nha. Giá đấy là chỉ có vận chuyển giao xe tận nơi cho các bác thôi. Tôi sẽ tính giá lăn bánh sơ sơ cho các bác nắm. Nếu mà các bác hộ khẩu ở Sài Gòn thì lăn bánh sẽ là 915 triệu. Còn nếu như các bác lăn bánh ở các tỉnh thành khác không phải Sài Gòn thì nó sẽ tầm khoảng 890 mấy triệu, nó chưa tới 900. Đó là cái giá mà chưa có phụ kiện. Còn những cái món phụ kiện này các bác có thể mua rời. Ví dụ các bác mua cái bộ phim bấm vô lăng lên đây thì nó sẽ là 4 triệu rưỡi. Mua camera hành trình sẽ là 3 triệu 8. Bọc ghế da lót sàn thì nó là 10 triệu, có thể mua rời từng món. Và dĩ nhiên thì các bác mua phụ kiện bên tôi sẽ hỗ trợ giảm 20% về giá phụ kiện gắn thêm cho các bác. Ha, có thể mua thêm từng món. Hoặc là các bác không gắn thứ gì hết mà mua thêm cái bảo hiểm cũng được, tùy ý thôi. Và cái giá 799 là chỉ có cái giá xe cơ bản thôi, chưa có lắp thêm thứ gì hết. Lắp thêm món nào tính tiền món đấy nha. Về ngân hàng thì bên tôi hỗ trợ vay cho các bác là 80%. Các tỉnh thành thì bên tôi đều hỗ trợ được, hầu hết là hỗ trợ được. Bên tôi sẽ tìm kiếm những cái ngân hàng mà nó gần nhà với các bác nhất để hỗ trợ cho mọi người. Còn nếu mà ở Sài Gòn thì có rất nhiều ngân hàng để hỗ trợ rồi. Ở Sài Gòn thì yên tâm, đây là cái thủ phủ của bọn tôi, không phải lo. Còn các tỉnh thì bọn tôi vẫn hỗ trợ được. Nhưng mà các tỉnh thành mà xa quá, ví dụ như là từ ngoài Huế trở ra ngoài Bắc á, thì các bác nên mua ở các đại lý ngoài đấy luôn cho nó tối ưu về chi phí. Tại vì mua xa quá thì cái chi phí vận chuyển từ đại lý tôi ra ngoài đấy nó không tốn kha khá, thì nó cũng cộng vào giá xe, nó không tối ưu cho các bác. Cho nên các bác nào mà tầm khoảng 300-400 km đổ lại bên tôi thì có thể mua đại lý tôi, nó sẽ tốt về giá hơn nhá. Bên tôi có 3 màu thôi, đó là màu bạc, màu trắng và màu đen. Về trả trước á, để lấy cái xe này thì các bác chuẩn bị khoảng 300 triệu là có thể lấy được cái xe này. Thậm chí là 250 triệu cũng có thể lấy được, nhưng mà tốt nhất là nên chuẩn bị 300 triệu. Vay thì tối đa mình vay được 7 năm. Mỗi tháng các bác sẽ trả tầm khoảng 12 đến 13 triệu mỗi tháng. Nha, vì đây là một cái xe mà hướng đến những cái khách hàng mà mua xe để kinh doanh chạy dịch vụ, cho nên là vấn đề về vay vốn các bác rất là quan tâm. Quan tâm về lãi suất, quan tâm về thời gian vay, quan tâm rất nhiều thứ về cái khoản vay. Cho nên là về cái trường hợp mà vay vốn á, thì các bác cứ alo trực tiếp, tôi sẽ tư vấn đến từng trường hợp. Bởi vì lãi suất nó sẽ tính theo cái chứng minh thu nhập của mỗi người, mà mỗi người sẽ có cái mức chứng minh thu nhập nó khác nhau, do vậy cái lãi suất nó cũng sẽ khác nhau, nó không giống nhau đâu ha, mỗi người có một cái mức lãi suất nó khác nhau. Tốt nhất là nên gọi trực tiếp để tôi tư vấn. Đấy là những cái thông tin cơ bản về chương trình, về giá cả khuyến mãi đối với dòng Terra S này. 799 triệu, khuyến mãi 100 triệu cho các bác rồi đấy. Đối với cái xe Terra S là một cái xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, cho nên nó sẽ không được ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ đâu. Các bác lưu ý ha, đây là một cái xe nhập khẩu từ Thái Lan. Rồi bây giờ tôi sẽ đi giới thiệu tổng thể về cái xe này, về thông số kỹ thuật lại một lần nữa cho các bác nắm ha. Con xe này thì về thông số kỹ thuật không có nhiều thứ để nói đâu. Về công nghệ an toàn thì nó rất là cơ bản, cho nên sẽ nói nhanh cho các bác. Đây là một cái xe SUV 7 chỗ nhập khẩu từ Thái Lan nhé. Dài từ trước ra sau á, thì nó dài là gần 4,9m, là cái con xe mà có chiều dài tổng thể dài nhất trong phân khúc rồi. Và cái không gian bên trong xe cũng rất là rộng. Đối với cái động cơ thì con này sử dụng động cơ dầu 2,5 lít,
có tăng áp nha các bác lưu ý. Nhiều bác tôi thấy comment trên các cái hội của Terra thì thông số thì các bác cứ nghĩ là cái xe này không có tăng áp, cái đó là bị sai ha. Đối với máy xăng á, máy xăng của Terra thì không có tăng áp, nhưng mà máy dầu của Terra thì có tăng áp, tức là có turbo đấy. Thì động cơ dầu trên con này là 2,5 lít có turbo, công suất cực đại là 188 mã lực, mô men xoắn là 450 Nm. Thì với cái tầm giá mà 800 như thế này, cái động cơ như này là rất khỏe. Đây là cái động cơ sử dụng chung với con Navara VL. Sát con này nặng khoảng 1 tấn 9 thì tiêu hao nhiên liệu nếu các bác chở full người mà đi đường trường nó tầm khoảng 6 lít rưỡi. Còn các bác chạy phố thì lên 8 9 lít là bình thường. Đó là thông số thực tế nhé. Cũng rất là tiết kiệm. Về cái cụm đèn đầu thì con này sử dụng đèn LED nhé. Cốt pha đều là đèn LED nhưng mà nó sẽ bị cắt cái dải đèn LED ban ngày rồi. Cái này thì không có, nhưng mà cốt pha vẫn là đèn LED, vẫn tự động bật tắt theo trời sáng tối. Còn cân chỉnh lên xuống thì có cái nút cơ bên trong á, mình điều chỉnh. Đèn gầm là halogen. Những chi tiết mà chrome này là có sẵn. Và các bác có thể thay cái mặt ca lăng này thành một cái mặt nạ màu đen, bên ngoài người ta có bán, giá tầm 3 triệu mấy 4 triệu, hoặc là sơn đen luôn cũng được nữa. Thì về cái phí dịch vụ sau này các bác bảo dưỡng á, đối với dòng Terra rất là mềm, nó giống như con Navara vậy đó. 5 lần đầu các bác bảo dưỡng á, 5 lần đầu là 1.000, 5.000, 10.000, 15 và 20.000, tổng 5 lần cộng lại nó tầm khoảng là 5 triệu, tức là mỗi lần bảo dưỡng khoảng 1 triệu đồng đấy. Và đối với cái phụ tùng của Nissan á, rất dễ mua. Rất dễ mua ha. Các bác mua bên ngoài cũng được nữa. Phụ tùng chính hãng luôn đấy. Các bác mua bên ngoài được hết và rất là thông dụng. Tại vì tôi có một người bạn là có một cái cửa hàng về phụ tùng chuyên về Nissan luôn. Thì ở cái cửa hàng đấy có tất cả những cái món phụ tùng trên các dòng xe của Nissan phân phối tại Việt Nam. Chỉ duy nhất không có là không có ắc quy và không có lốp xe, còn lại là có hết. Các bác ship nguyên cánh cửa này, kính chắn gió rồi mọi thứ có hết. Cho nên nếu các bác lo lắng về phụ tùng thì yên tâm ha, tôi có thể nhờ bạn tôi hỗ trợ cho các bác và chắc chắn mức giá nó sẽ rẻ hơn trong đại lý. Các bác có thể mua cái phụ tùng bên ngoài mang vào đại lý rồi nhờ trong đại lý người ta lắp lên cho các bác và tính tiền công, trong đại lý họ sẽ tính tiền công và chắc chắn sẽ tính cái tiền phụ thu. Thì cái đó là chuyện bình thường, nhưng mà các bác muốn giảm phí thì các bác có thể mua bên ngoài cũng được, phụ tùng chính hãng nhé. Khi mà tôi tư vấn, tôi hướng cho các bác những cái phụ tùng đấy thì chắc chắn nó phải là hàng chính hãng, tôi không có tư vấn những cái tào lao, ngay cả những phụ kiện cũng vậy. Các bác muốn làm bên ngoài thì các bác làm, nhưng mà làm trong đại lý thì tôi sẽ tư vấn những cái nào mà nó chất lượng thực sự, chứ không có tư vấn tào lao cho các bác. Về kích thước mâm ha, thì con này kích thước nó là 17 inch. Sorry các bác nha. Mâm con này kích thước là 17 inch. Và 5 cái bánh nó giống nhau, 5 mâm và 5 bánh giống nhau. Phía trước thì sử dụng phanh đĩa nhưng mà phía sau là phanh tang trống. Bệ bước là nguyên zin có sẵn. Hệ thống treo trước là treo độc lập càng A kép ha, nó giống như xe bán tải luôn. Còn cái hệ thống treo sau nó sử dụng là treo đa liên kết 5 điểm kết hợp với một cái thanh cân bằng. Do vậy cái xe mình có cái ổn định thân xe khá tốt. Khi các bác mà ôm cua đó thì cái thanh cân bằng nó sẽ hoạt động, nó sẽ giúp cái xe mình đi những cái đường xấu nó tốt hơn, và nó giảm hiện tượng quăng đuôi khi các bác vào cua. Cái gương này thì nó sẽ không có xi nhan. Gương này là gập bằng tay này, nhưng mà điều chỉnh bằng điện. Tay nắm cửa mạc rô. Con này nó không có cửa sổ trời đâu nha. Các cái ô kính rất to ha, chứng tỏ là cái không gian bên trong rất rộng. Các cái nút tròn tròn là cảm biến lùi, nguyên zin rồi. Bánh sơ cua nằm dưới ha, 5 bánh giống nhau. Treo sau. Thì xe mình nó sử dụng một cầu là một cầu sau nha. Chạy một cầu sau. Con này nguyên zin, nó không có camera lùi đâu, cái đó mình gắn thêm. Và cốp này là mở bằng tay luôn. Thì đây là cái không gian khi mà tôi gập cái hàng ghế cuối lại thì nó rất rộng. Đây là xe 7 chỗ mà. Lật cái hàng ghế cái lên mình ngồi cũng rất là rộng rãi nha. Các bác có thể đến thực tế để trải nghiệm vô trong xe ngồi thử để xem không gian nó có rộng hay không. Toàn bộ nội thất là sẽ là bọc nỉ với cái màu đen như thế này, và ghế nó có dạng vân nhìn cũng khá là dễ chịu. Không nhất thiết là phải bọc da ngay từ đầu đâu, cứ xài một thời gian thấy cần thiết thì mình bọc da. Nỉ nhựa hết. Xe mình nó sẽ có 6 loa ha, và hệ thống âm thanh nó giống hệt trên Terra V luôn.
Đây là cửa gió hàng ghế thứ hai, nó giúp tốc độ làm mát nó nhanh hơn. Và các bác thấy ở trên này nó sẽ có hai cái cửa gió nữa. Hai cái này nó có một cái dàn lạnh riêng độc lập nằm phía bên kia. Có thể tắt mở độc lập hai cái dàn lạnh này. Xe mình có rất nhiều cái cửa gió ha. Cái ghế này đang để đứng nha, mình có thể ngã nó ra nữa. Ở giữa nó có một cái bệ tì tay. Và nếu các bác kinh doanh dịch vụ cần thêm một cái tựa đầu ngay đây thì bên tôi có thể tặng luôn cho các bác cái tựa đầu đó, sẽ gia công tại đại lý luôn. Và hàng ghế này mình có thể trượt tới trước ha, trượt tới để cho cái diện tích hàng ghế cuối nó rộng hơn. Đấy, vô hàng ghế cuối thì chỉ cần thao tác như này, ấn nhả ra là nó bung lên. Thì hàng ghế cuối này diện tích rất rộng nha, chỉ có cái là cái chỗ để chân á, mình á, cái mặt ghế và cái mặt sàn nó cách nhau chỉ có một gang thôi, thành ra cái chỗ tư thế ngồi hơi xổm thì mọi người hay chê ở cái tư thế đấy. Nhưng mà tôi có hỏi một số khách là mấy đợt mà khách của tôi cũng chở khách, cũng là kinh doanh dịch vụ á, thì cũng không thấy khách hàng phàn nàn gì nhiều về những cái đấy. Thì các bác nên đến thực tế để trải nghiệm ha, cứ ngồi lên thực tế xem. Tay nắm cửa là có sẵn hết nè các bác. Tôi review theo cái kiểu là thấy đâu nói đó nha, chứ không có kịch bản gì đâu, cho nên là nói là hơi lộn xộn, các bác thông cảm nha. Xe mình có 6 loa, hệ thống âm thanh là giống hệt trên Terra V luôn. Vô lăng mình là không có phím bấm gì hết, nó giống như xe tải thôi và rất là xấu, cái này thì chấp nhận. Đây là vô lăng trợ lực dầu. Khi các bác chạy chậm thì nó hơi nặng, nhưng mà chạy cao tốc thì nó sẽ rất là đầm, có thể điều chỉnh gật gù được. Ghế lái và ghế phụ bên kia toàn bộ là chỉnh bằng cơ hết, chỉnh được 6 hướng nhé. Cái nút này là chỉnh độ cao của đèn này, mở bình xăng. Về táp lô không có gì, màn hình rất thô sơ, nó giống như màn hình Navara L phiên bản cũ. Và đây là cái màn hình trung tâm. Cái màn hình trung tâm này nó giống hệt trên cái con Terra V luôn. Đây là màn hình Android cảm ứng, có kích thước là 9 inch. Trong này nó có bản đồ hết, nó có YouTube, các bác có thể lướt web đọc báo giải trí trên này. Hệ thống âm thanh và giải trí trên này giống hệt trên Terra V. Còn điều hòa chỉ là điều hòa cơ thôi nhé. Mình có một cái công tắc để tắt cái dàn lạnh phía sau. Đây là cần số, bởi vì xe mình là số sàn mà. Đây là cái phanh tay này. Phanh tay thì nó thô thì phải chịu rồi. Một số công tắc là tắt cảm biến lùi và gập điện hàng ghế thứ hai. Còn cái chìa khóa thì nó rất là xấu ha. Đây là một cái phiên bản giá rẻ, chỉ có 799 triệu thôi. Thì option trên xe là rất là nghèo nàn. Gần như là một cái xe rất là cơ bản ha. Nó cắt giảm tất cả mọi thứ để giảm giá thành xuống, có một mức giá hợp lý hơn để cho những cái khách hàng mua xe kinh doanh chạy dịch vụ tiếp cận dễ dàng hơn. Cái thứ mà tôi tiếc là nằm ở đây nè, nó không có xi nhan trên gương mà xi nhan nó nằm ở đây, nó làm giảm giá trị cái sản phẩm này xuống. Về công nghệ an toàn thì trên xe của mình sẽ có những thứ sau. Nó sẽ có hai túi khí phía trước, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp PA, nhưng mà nó sẽ không có cân bằng điện tử. Bác lưu ý ha, không có cân bằng điện tử. Đó là những thông tin cơ bản mà tôi cung cấp cho các bác trong cái video này. Nếu các bác cần về một cái catalog, cần bảng giá, cần bảng tính chi tiết, bảng vay gì đấy thì cứ kết bạn Zalo theo cái số trên tiêu đề, hoặc là alo trực tiếp, tôi sẽ tư vấn cho các bác. Cảm ơn các bác nha.